vị đồng tu Chào mọi người Xin mở kinh Thập thiện nghiệp đạo ra Trang Thứ 15 đến ngược đến hàng thứ hai Xả dạ, trang nghiêm cố Ư thuận vi cảnh Vô ái huệ tâm Chúng ta xem đoạn này đây là đoạn cuối cùng của tứ vô lượng tâm bồ tát tu hành thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm xã họ được lợi ích công đức thù thắng là Ư thuận vi cảnh Vô ái huệ tâm Chúng ta Đọc đến câu này Liền cần phải nghĩ đến Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác Từ bi Những yếu lĩnh này khi nói thì dễ Tại sao chúng ta không làm được Chính là Chưa có tu tâm xã Nếu như thật sự Có thể tu từ bi hỷ xã Thì chân tâm của chúng ta Tánh đức của chúng ta Tự nhiên sẽ hiện tiền Từ bi hỷ xã Là tánh đức Ở trong tự tánh Tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ Vương Dương Minh gọi là Lương tri, lương năng không phải đến từ bên ngoài nhưng mà phạm phu lục đạo từ kiếp lâu xa đến nay đã mê mất rồi chúng ta phải nghe cho rõ là mê mất hoàn toàn không phải thật sự mất chỉ mê mất mà thôi nếu như chúng ta thật sự giác ngộ rồi Thì tánh đức lập tức liền hồi phục Xã là buông xã Tại sao không buông xã Không buông xã là bởi vì Chưa thấy rõ Tôi vào lúc mới học Phật Đại sư chương Gia bèn dạy tôi hai câu nói này nhìn thấu buông bỏ hai, hai câu nói này bắt đầu làm từ đâu vậy nói thật ra là bắt đầu từ xã thầy dạy tôi bắt đầu làm từ bố thí bố thí chính là xã nhưng chữ xã ở chỗ này có nghĩa thú tinh vi huyền diệu hơn đó chính là thuận cảnh nghịch cảnh vi là nghịch cảnh ở trong thuận cảnh nghịch cảnh tu tâm bình đẳng tu tâm thanh tịnh thuận cảnh không có tham ái nghịch cảnh không có sân hận nếu ở chỗ này dùng công phu chân thật thế là tâm địa chúng ta sẽ đạt đến bình lặng bình đẳng thanh tịnh chân tâm hiện tiền cái sự việc này khi nói thì dễ khi làm thì khó quả thật đúng là quá khó chúng ta cũng biết đây là đúng đây là tốt nhưng mà tập khí phiền não là không buông bỏ hay nói cách khác chính là không bỏ được không xả được thì công phu của bạn không có cách gì tiến bộ được đây là công phu gì vậy xin thưa với các vị đây là công phu nhập môn phật pháp nếu như không thể thấy rõ không thể buông xả thấy rõ là trí tuệ buông xả gọi là công phu không thể buông xả thì bạn không cách gì thấy đạo chứ đừng nói là tu đạo đạo ở đâu bạn tuyệt nhiên còn không nhìn thấy thì bạn còn tu cái gì cho nên cái cảnh giới này nếu thực sự thành tựu rồi đây là kiến đạo gì Nhưng mà tứ vô lượng tâm Là cái mà thiên nhân tu Họ tu thập thiện nghiệp tứ vô lượng tâm Nên cảm được phước báo ở trên trời Có thấy đạo hay chưa vậy? Chưa Tại sao chưa có thấy đạo vậy? Ngã chấp chưa có phá Tuy đối với cảnh giới thuận nghịch Có thể không động tâm Rất khá rồi Nhưng mà đây là tiền phương tiện cho thấy đạo Chúng ta thông thường gọi là công phu dự bị Nếu như công phu của họ Nâng lên một tầng nữa Đem tự tư tự lợi Xả sạch nếu như có thể xả danh vọng lợi dưỡng xả sự hưởng thụ ngũ dục lục trần cái ý niệm ngã đó vẫn còn là không thể thấy đạo ở trong kiến tư phiền não điều đầu tiên là thân kiến Phá thân kiến. Nói thật ra, thân kiến phá rồi, bốn loại kiến khác cũng đồng thời đều phá cả. Thân kiến là căn bản. Trong kinh điển thường nói tam giới, 88 phẩm kiến hoặc. 88 phẩm kiến hoặc. Mấu chốt là ở thân kiến Không còn chấp trước cái thân này là ta nữa Đây là quả tu đà hoàng Sơ quả gì tiểu thừa Là quả gì sơ tính Của Bồ Tát viên giáo đại thừa Đây là thấy đạo rồi Chúng ta thử suy nghĩ Nếu như không hạ công phu ngay chỗ này Thì chúng ta vĩnh viễn lãng giảng ở ngoài cửa Phật Nếu muốn thành tựu khó Đây là chứng tỏ Tám dạng bốn ngàn pháp môn Bất kỳ pháp môn nào tu hành Cũng đều dễ dàng Thế Tôn thấy rất rõ ràng Cho nên nói với chúng sanh Thời mạt Pháp chúng ta Ngoài tu tịnh độ Nương tựa vào Quy lực gia trì Theo bản nguyện tiếp dẫn giảng sanh Của a di Đà Phật ra Quả thật Không có con đường thứ hai Sự tiện lợi của Pháp môn tịnh độ chính là không cần đoạn phiền não thí dụ như chúng ta nói thân kiến thân kiến chúng ta hoàn toàn chưa đoạn hết chúng ta có công phu niệm phật đè nó xuống đè xuống là không khởi hiện hành cũng tức là không khởi tác dụng có công phu như vậy là có thể giảng sanh Cũng tức là nói Ngã thật sự chưa có đoạn Nhưng có khi có thể đạt đến Quên ngã tạm thời Trong thời gian ngắn Đây gọi là phục Cái này chúng ta Nghiêm túc nỗ lực một chút Là có thể làm được Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng phải đã làm cho chúng ta thấy hay sao Thân tâm thế giới Tất cả vạn duyên Ngày thảy đều buông bỏ Trải qua đời sống đơn giản nhất Sẽ dễ dàng Phục ngã chấp Loại phương pháp tu học này Giảng sanh Tây Phương tịnh độ là rất dễ dàng đạt được phật cũng đã làm gương cũng đã làm mô phạm cho chúng ta thấy nếu chúng ta thể hội được nếu có thể hiểu được ý của phật phật tại sao phải làm cách này cách làm này của phật dạy chúng ta điều gì vậy chúng ta xả Vậy chúng ta buông xả. Chúng ta sống ở trong thế gian này. Nhất định phải giác ngộ. Mạng sống vô cùng mong manh. Thế gian này chắc chắn không thể ở lâu. tất cả mọi cảnh giới đều là mây khói thoảng qua xem chơi mà thôi có thứ gì bạn có thể nắm bắt được đâu có cái nào bạn có thể giữ được mọi thứ đều không giữ được kể cả cái thân thể này của mình cũng không giữ được huống hồ là vật ngoại thân Do đó, xã là điều nhất định phải làm. Bạn muốn hỏi lý do gì? Không có lý do gì cả. Xả là chắc chắn, chính xác. Thuật ngữ nhà Phật nói, Pháp giống như vậy. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh văn duyên giác, có gì nào không xả đâu. Chúng ta hãy xem 28 tầng trời này Tại sao trời có 28 tầng vậy? Chúng ta thấy rất rõ ràng rồi Họ xả nhiều hay ít Xả được ít thì vị trí của họ thấp Xả được nhiều thì vị trí của họ được lên cao Đối với ý niệm ngũ dục lục trần sự buông xả rồi xả hết rồi nhưng ý niệm chưa xả hết thì sanh thiên sanh về trời dục giới ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần đều xả hết rồi danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần ý niệm đều không còn họ sanh về trời sắc giới trời sắc giới còn có sắc thân nếu như cái sắc thân này cũng xả bỏ Cái ý nguyện này đều không còn Thì sanh về trời vô sắc giới Là rất rõ ràng Xả được càng nhiều Thì địa vị sanh càng cao Đến như lai quả địa cứu cánh đem một phẩm xanh tướng vô minh cuối cùng của bồ tát đẳng giác cũng xả sạch luôn họ chứng được quả gì cứu cánh viên mãn một phẩm xanh tướng vô minh đó vẫn còn chưa xả hết họ là đẳng giác bồ tát từ đó cho thấy pháp thế xuất thế gian sở dĩ nói với bạn nhiều phẩm gì như vậy phẩm gì hình thành như thế nào vậy chính là xả nhiều hay ít mà thôi Cái đạo lý Chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Thuận cảnh Người thế gian gọi là Sự sự như ý Người thiện Người vật mà bạn ưa thích Loại cảnh giới này Dễ dàng khởi tâm tham Tham luyến Ở trong phiền não gọi là ái biệt ly Chính là nói về cảnh giới này Nghịch cảnh Đời sống khó khăn chất giả Người ác quan gia đối đầu của mình Rơi vào trong cảnh giới này Thì tâm không tự tại Tâm sân hận Dễ dàng hiện tiền Tiếng oán đầy đường Oán trời trách người Cảnh giới mà Phạm Phu Sáu Cõi không ngoài như thế Chúng ta không rõ chân tướng Của nhân quả Cho nên Thuận cảnh khởi tâm tham Nghịch cảnh khởi tâm sân hận Thế là cái nghiệp này Càng tạo càng nặng quả báo ngày càng đọa lạc, muốn nâng lên thật là quá khó. cho nên ở trong sáu cõi chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, đi lên thì quá khó, đọa lạc xuống thì rất dễ dàng. như vậy chúng ta liền có thể thể hội được. chúng sanh luân hồi trong sáu cõi lúc nào đời sau cũng tệ hơn đời trước chỉ có gặp được giáo huấn thánh hiền mới có cơ duyên được nâng cao lên cái cơ duyên này không nhiều Hiện nay trên thế giới gần 7 tỷ người Được mấy phần Mấy người ở trong đời gặp được giáo huấn thánh hiền Trước đây một thế kỷ Người gặp được giáo huấn thánh hiền Phần lớn đều được thăng tiến Ở cái thế kỷ trước mắt này cho dù gặp được giáo huấn thánh hiền Vẫn cứ bị đòa lạc xuống thêm Nguyên nhân ở đâu vậy? Không thắng nổi phiền não Không ngăn nổi cám dỗ Hiện nay cái xã hội này Sức cám dỗ quá lớn Ngạn ngữ thường nói Biết rất rõ Không nhẫn được Đạo lý mà Thánh nhân nói không sai Là rất hay Nhưng mà vào trong thực tế Họ không nhận được Không nhận được Họ không thể tùy thuận theo giáo huấn thánh hiền Vẫn cứ tùy thuận theo tham sân si mạng của mình Vẫn cứ tùy thuận tự tư tự lợi của mình Thì đó lạc như cũ Biết rõ mà cố phạm Vậy thì có cách gì? Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu cạn cợt vẫn không được Phải hiểu sâu lý của nó Hiểu rõ Sâu sắc chân tướng sự thật Trước mắt Chúng ta có thể Cố gắng hết sức dẫn một chút Thì tiền đồ là một vùng sáng lạng Dù cho bạn không thể thoát khỏi sáu cõi Bạn có thể giữ được thân người vẫn có thể từ thân người mà thăng tiến lên Sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn Nếu như bạn không nhận được Vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình Thì nhất định đọa lạc xuống Hiện nay đọa lạc xuống Nói lời thành thật Cơ hội đọa lạc địa ngục là nhiều nhất bất kể là bạn có tin lời của thánh hiền nói hay không không phải nói không tin thì không bị đọa lạc có một số người nói những chuyện của tôn giáo những chuyện của quỷ thần tin thì nó có không tin thì không có lời đơn giản như vậy chúng ta thật chẳng nên tin bạn tin vẫn có không tin vẫn là có sự việc này bất kể bạn tin hay không thì sự thật vẫn tồn tại Thế là xã Cái chữ này là vô cùng quan trọng Từng giây từng phút Phải để ở trong tâm Phải nhắc nhở chính mình Hoan hỷ xã Tận lực xã có thể xả đến mức giống như thích ca mâu ni phật đó là tốt nhất rồi xả đến chỉ còn những gì cần thiết cho đời sống của mình đây là trong nhà phật chúng ta gọi là y đan ta vẫn còn hai bộ quần áo thay đổi tối ngủ còn có chăn đắp là đủ rồi những thứ khác thì đều không cần cho nên xã chúng tôi có trải nghiệm qua có trải qua kinh nghiệm này biết cái lợi ích này tại sao vậy không có gánh nặng gì cả ý nghĩa gì cũng không có vọng tưởng cũng không còn toàn bộ gia sản cổng trên người bạn còn có vọng tưởng gì nữa không có vọng tưởng nữa Mạng sống với tài sản kết hợp thành một thể rồi Chúng ta ở trong Phật Pháp đã nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như vậy Tổ sư Đại Đức nhiều đời Thì hiện cho chúng ta cũng là hình ảnh này Trải qua đời sống đơn giản nhất Vạn duyên buông bỏ làm công việc tích cực nhất trong xã hội giáo hóa chúng sanh làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng sanh từ bi hỷ xả đây là tứ vô lượng tâm đến chỗ này là đã giới thiệu đơn giản với các vị rồi bốn chữ này đối với việc tu học của chúng ta là rất vô cùng quan trọng phật đem nó xếp vào sáu ba la mật của bồ tát có thể thấy thế tôn ở trong dụng ý dạy học đối với môn học này vô cùng coi trọng